thực hiện đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023. Tỉnh Kon Tum huy động nguồn lực hơn 900 tỷ đồng để nâng cấp bổ sung trang thiết bị dạy học cho ngành giáo dục và đào tạo. Cùng với xây mới trên 400 phòng học, gần 100 công trình vệ sinh, hơn 30 nhà hành chính, 55 nhà ăn, sân chơi, bãi tập, nguồn kinh phí này góp phần xóa bỏ trên 300 phòng học tạm, phòng học mượn, giúp nâng tỷ lệ phòng học kiên cố trên địa bàn tỉnh lên gần 55%. Đồng thời cải tạo sửa chữa hơn 700 phòng học, bổ sung thêm hơn 3.600 máy tính, TV và trang bị mới 12.500 bộ bàn ghế. Kinh phí đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho ngành giáo dục chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước khoảng 760 tỷ đồng, còn lại gần 140 tỷ đồng vốn xã hội hóa.